Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang ở Bắc Ta, Tân Nguyên, Lai Châu. Bạn nào đã biết kênh đến kênh của mình rồi thì xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Còn bạn nào chưa biết thì hãy đăng ký và ủng hộ cho mình. Hiện tại thì mình đang ở một cái lễ của người Thái, người dân tộc Thái. Được gọi là lễ này, được gọi là cái lễ làm khuân. Làm khuân với mục đích là ông bà, cha mẹ, cô chú, anh em thì làm ra cái lễ này để chúc phúc cho hai em luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Một cái điều đặc biệt là hai bạn này chuẩn bị là sinh em bé thì gia đình có tổ chức cái lễ làm khuân này với cái mục đích là mẹ tròn con vuông, con cháu được khỏe mạnh, học giỏi, thông minh. Các bạn thấy này, mọi người đến chung vui thì mang một ít gạo, một ít rượu và tiền để chúc sức khỏe cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Các bạn thấy là cái mâm cỗ này rất to, thì các bạn muốn biết là nó có những cái gì thì đây là toàn đồ dùng các bạn. Đây là lợn là lợn cấp nách, một con lợn cấp nách đã được mổ sẵn, và có gà này, có thịt nướng này, nói chung là đủ thể loại, được gọi rau rừng này, vừa là măng này, rồi là thịt nướng này, không thể thiếu là rượu rồi. Đây, thấy đây có cả bánh kẹo nữa. Và thì làm khuân cho hai bạn này thì chúng ta thấy là hai bạn này là nhân vật chính, thì chúng ta thấy là đang ăn cái đồ ở trên cái mâm cơm này, do bà đang khấn, đang cầu chúc thì bà sẽ đưa cho hai bạn ăn trước. Hai bạn phải được ăn trước các bạn nhé, ăn trước mọi người. Xong là mỗi thứ thì các bạn thấy mâm cỗ này to như thế này thì là chỉ để ăn để tượng trưng thôi. Nếu mà ăn hết được cái này thì không được, không ăn hết được. Nói chung là không phải không được mà không ăn hết được. Thì mỗi một đồ ăn thì mỗi một cái loại thì các bạn ấy sẽ ăn mỗi thứ một ít. Và trong lúc ăn thì mọi người đến chúc và đưa cho hai bạn này ít thức ăn để cầu mong là cho hai bạn này luôn luôn mạnh khỏe, cháu luôn luôn mạnh khỏe. Đây là các cô các bác đang đến ở chung với gia đình là công tác chuẩn bị cho cái mâm cơm mâm cỗ của buổi lễ ngày hôm nay rất là tất bật. Bạn thấy là buổi lễ thì nó rất là lâu và nếu mà các bạn có cái dịp lên thăm quê hương Tây Bắc, nhất là ở trên Tân Nguyên, Lai Châu, thì các bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái phong tục tập quán của người Thái.